Giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA Euro 2024 là phiên bản thứ 17 trong lịch sử giải đấu. Đức sẽ là chủ nhà của giải đấu dự kiến diễn ra từ 14 tháng 6 đến 14 tháng 7 năm 2024. Đội tuyển Ý hiện là đương kim vô địch của giải đấu. 24 đội tuyển hàng đầu châu Âu sẽ tranh tài ở 10 thành phố trên 10 sân vận động của nước Đức để tìm ra nhà vô địch của bóng đá châu Âu. Yêu cầu của UEFA cho các sân vận động tại Euro là phải có sức chứa tối thiểu 30.000 khán giả. Cả 10 sân bóng được chọn đều là các sân vận động nổi tiếng của nước chủ nhà, với phần lớn là sân nhà của các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu nước Đức hiện nay. Sau đây là tổng quan về 10 sân vận động tại giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA Euro 2024. Trận chung kết của Euro 2024 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 7 tại Olympiastadion ở thủ đô Berlin. Đây cũng là sân bóng lớn nhất của giải đấu, với sức chứa 74.667 khán giả. Nhưng sức chứa tại Euro 2024 sẽ là 71.000 chỗ ngồi. Được bắt đầu xây dựng vào năm 1934 và chính thức mở cửa vào ngày 1 tháng 8 năm 1936, với kinh phí 43 triệu Reichsmark theo thời giá năm 1936, tương đương 297 triệu euro theo thời giá năm 2016. Olympiastadion đã trải qua hai lần cải tạo nâng cấp vào các năm 1974 và từ 2000 đến 2004. Mái che của sân vận động bao phủ tổng cộng 37.000 m² với 20 cột đỡ mái mang trọng lượng 3.500 tấn thép. Mái che được tạo thành từ các tấm trong suốt cho phép ánh sáng mặt trời chiếu vào ban ngày. Phần phía tây được mở để lộ tháp chuông, một di tích lịch sử của sân vận động này. Olympiastadion được trang bị công nghệ mới nhất trong thiết bị chiếu sáng và âm thanh. Đây là sân vận động lớn nhất ở Đức cho các trận đấu bóng đá quốc tế. Nó được xếp hạng là một sân vận động loại 4 của UEFA. Hiện tại, đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Hertha Berlin, đội bóng đang chơi tại Bundesliga 2. Tại UEFA Euro 2024, Olympiastadion sẽ tổ chức 6 trận đấu. Ngoài trận chung kết, còn có 2 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội và 1 trận tứ kết. Trong danh sách các sân bóng tại Euro 2024, không thể thiếu sân vận động đẹp nhất tại Đức hiện nay. Sân vận động bóng đá Munich, hay còn được biết đến với tên gọi thương mại là Allianz Arena, sân nhà của Bayern Munich, câu lạc bộ bóng đá số 1 nước Đức hiện nay. Đây cũng là địa điểm diễn ra trận khai mạc của giải đấu vào ngày 14 tháng 6, giữa đội tuyển Đức và Scotland. Sân vận động này được khởi công xây dựng vào ngày 21 tháng 10 năm 2002. Và chính thức khai trương vào ngày 30 tháng 5 năm 2005, với kinh phí xây dựng 340 triệu euro. Sức chứa của sân vận động bóng đá Munich là 75.024 khán giả, còn tại Euro 2024 là 66.000 chỗ ngồi. Nó cũng là một sân vận động loại 4 của UEFA. Mặt tiền sân vận động được xây dựng bằng 2.874 tấm màng ETFE, được giữ căng bằng không khí khô đến áp suất chênh lệch 3,5 Pascal. Mỗi tấm màng có thể được chiếu sáng độc lập với ánh sáng trắng, đỏ hoặc xanh. Đây là sân vận động đầu tiên trên thế giới có ngoại thất có thể thay đổi màu sắc toàn bộ. Sân vận động bóng đá Munich từng là địa điểm tổ chức các trận đấu của FIFA World Cup 2006 và UEFA Euro 2020. Tại Euro 2024, sân vận động này sẽ tổ chức tổng cộng 6 trận đấu. Ngoài trận khai mạc, còn có 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội và 1 trận bán kết. Cái tên tiếp theo trong danh sách sẽ là sân bóng sôi động nhất và cuồng nhiệt nhất tại Bundesliga, sân vận động BVB Dortmund mà chúng ta thường biết đến với tên gọi Signal Iduna Park. Sân nhà của câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Borussia Dortmund. Đây cũng là một sân vận động loại 4 của UEFA. Sân vận động này được bắt đầu xây dựng vào năm 1971 và chính thức mở cửa vào ngày 2 tháng 4 năm 1974. Với kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu euro nếu tính theo thời giá năm 2006.
đây là một trong những sân vận động bóng đá nổi tiếng nhất ở châu Âu với bầu không khí cuồng nhiệt của nó. Sân có sức chứa là 81.365 khán giả, bao gồm cả đứng và ngồi, nhưng với UEFA Euro 2024 sức chứa của sân vận động BVB Dortmund sẽ là 62.000 chỗ ngồi. Sân bóng này sở hữu khán đài đứng lớn nhất trong các sân vận động ở châu Âu, với sức chứa lên tới 24.454 khán giả. Khu vực này có biệt danh là Die Gelwand, có nghĩa là bức tường vàng. Sân vận động BVB Dortmund từng tổ chức các trận đấu tại FIFA World Cup 1974 và 2006. Tại UEFA Euro 2024, sân vận động này sẽ tổ chức tổng cộng 6 trận đấu, bao gồm 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội và 1 trận bán kết. Sân vận động Stuttgart Arena được mở cửa lần đầu vào ngày 23 tháng 7 năm 1933 và đã trải qua 6 lần cải tạo và nâng cấp. Trong đó 2 lần gần nhất là vào giai đoạn từ năm 2009 đến 2011 với kinh phí 63,5 triệu euro và từ tháng 6 năm 2022 đến 2023 với kinh phí 100 triệu euro. Tên gọi thương mại hiện nay của sân vận động này là MPS Arena. Sức chứa của Stuttgart Arena là 60.030 khán giả, trong khi sức chứa tại UEFA Euro 2024 sẽ là 51.000 chỗ ngồi. Sân bóng loại 4 của UEFA này hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá VfB Stuttgart. Sân vận động này có cấu trúc mái vải độc đáo, giúp dễ dàng nhận ra. Được làm bằng màng polyester phủ PVC, đủ bền để chịu được 1.000 kg trọng lượng trên mỗi decimet vuông. Nó được treo trên một khung thép thẩm mỹ chạy xung quanh toàn bộ sân vận động nặng khoảng 2.700 tấn. Trong đó, chỉ riêng các dây cáp thép nối mái với khung đá nặng khoảng 420 tấn. Stuttgart Arena từng là địa điểm tổ chức các trận đấu tại các kỳ World Cup 1974, 2006 và Euro 1988. Tại UEFA Euro 2024, sân vận động này sẽ là địa điểm tổ chức 5 trận đấu, bao gồm 4 trận tại vòng bảng và 1 trận tứ kết. Arena of Sanker có thể là sân bóng đặc biệt nhất tại UEFA Euro 2024. Sân nhà của Sanker 04 còn được biết đến với tên gọi thương mại là Ventin Arena. Được bắt đầu xây dựng vào năm 1998 và chính thức khai trương vào ngày 13 tháng 8 năm 2001 với kinh phí xây dựng 191 triệu euro. Sức chứa của Arena of Sanker là 62.247 khán giả, trong khi sức chứa tại UEFA Euro 2024 sẽ là 50.000 chỗ ngồi. Sân vận động này có mái che bằng vải sợi thủy tinh phủ PTFE, bao phủ toàn bộ sân vận động. Mái che được hỗ trợ bởi một dàn hình chữ nhật được treo phía trên sân. Phần trung tâm của mái che có thể thu vào để tạo thành một đấu trường trong nhà. Ở chính giữa mái che là 4 màn hình video được treo ở độ cao 25m, mỗi màn hình có diện tích bề mặt 35m2. Giống như Sapporo Dome ở Nhật Bản hay State Farm và Allegiant ở Mỹ, Arena of Sanker có sân cỏ có thể được di chuyển vào và ra khỏi sân vận động trong vòng 4 giờ. Được hỗ trợ bởi một cấu trúc phụ nặng 11.400 tấn. Tính năng này giúp mặt sân cỏ có thể phát triển trong điều kiện bên ngoài bình thường mà không bị thiếu không khí và ánh sáng như ở các đấu trường khác. Cùng với đó, cỏ không bị hư hại trong các sự kiện trong nhà như các buổi hòa nhạc. Sân bóng loại 4 UEFA này từng tổ chức các trận đấu tại FIFA World Cup 2006. Tại UEFA Euro 2024, Arena of Sanker sẽ là địa điểm tổ chức 4 trận đấu, bao gồm 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 16 đội. Volkspark Stadion, sân nhà của câu lạc bộ Hamburg SV, đội bóng nổi tiếng của nước Đức nhưng đang ngụp lặn tại Bundesliga 2. Sân vận động này được bắt đầu xây dựng vào năm 1951 và chính thức mở cửa vào ngày 12 tháng 7 năm 1953. Từ năm 1998, nó đã bị phá bỏ và thay thế bằng một cấu trúc hoàn toàn mới. Sân vận động Volkspark Stadion mới
đã chính thức mở cửa vào ngày 2 tháng 9 năm 2000, với chi phí xây dựng vào khoảng 97 triệu euro. Nó được xếp hạng là một sân vận động loại 4 của UEFA. Sức chứa của Volkspark Stadion trong các trận đấu của câu lạc bộ Hamburg SV là 57.000 khán giả, còn tại Euro 2024 sẽ là 49.000 chỗ ngồi. Tất cả khán giả phía dưới được bao phủ bởi một mái màng PTFE. Các trận đấu của World Cup 1974, 2006 và Euro 1988 từng được tổ chức tại đây. Tại UEFA Euro 2024, Volkspark Stadion sẽ là nơi diễn ra 5 trận đấu, bao gồm 4 trận vòng bảng và 1 trận tứ kết. Frankfurt Arena, sân nhà của câu lạc bộ Eintracht Frankfurt là sân vận động tiếp theo tại UEFA Euro 2024. Sân vận động này được bắt đầu xây dựng vào năm 1921 và chính thức khai trương vào ngày 21 tháng 5 năm 1925 với kinh phí xây dựng 3,7 triệu mark, tương đương 14 triệu euro ngày nay. Frankfurt Arena đã được nâng cấp 5 lần kể từ đó. Trong đó, lần gần nhất là tái phát triển thành một sân vận động mới chỉ dành cho bóng đá vào năm 2005. Để chuẩn bị cho FIFA Confederation Cup 2005 và FIFA World Cup 2006 với kinh phí 150 triệu euro. Tên gọi thương mại hiện nay của sân vận động này là Deutsche Bank Park. Sức chứa của Frankfurt Arena là 51.500 khán giả, còn tại Euro 2024 sức chứa của nó sẽ là 47.000 chỗ ngồi. Tính năng đặc trưng nhất của sân vận động là mái che có thể thu vào. Màng nhẹ nằm trên dây thép cũng là phần có thể thu vào. Frankfurt Arena cũng có 4 màn hình video được treo ở chính giữa của mái che. Sân vận động này từng là địa điểm tổ chức World Cup 1974, 2006, Euro 1998, Confederation Cup 2005 và FIFA Women World Cup 2011. Sẽ có 5 trận đấu tại UEFA Euro 2024 diễn ra tại Frankfurt Arena, bao gồm 4 trận vòng bảng và 1 trận vòng 16 đội. Düsseldorf Arena tại thành phố Düsseldorf là cái tên tiếp theo được chọn cho Euro 2024. Sân vận động này được bắt đầu xây dựng vào năm 2002 và chính thức khánh thành vào ngày 10 tháng 9 năm 2004 với kinh phí xây dựng 240 triệu euro. Sân vận động này hiện là sân nhà của câu lạc bộ Fortuna Düsseldorf, một đội bóng cũng đang chơi tại Bundesliga 2. Tên gọi thương mại hiện tại của sân vận động là Merkur-Spiel Arena. Sức chứa hiện tại của Düsseldorf Arena là 54.600 khán giả, trong khi tại Euro 2024 sức chứa của nó là 47.000 chỗ ngồi. Kết cấu lưới bọc bên ngoài sân vận động khiến nó trông như một hình hộp chữ nhật. Sân vận động này có mái che khổng lồ, dài 235m, rộng 201m và nặng 8.000 tấn. Trong đó phần mái che có thể thu vào có kích thước 110m x 70m, đóng hoặc mở chỉ trong 30 phút. Bên cạnh đó, Düsseldorf Arena cũng có hệ thống sưởi ấm giúp sân vận động giữ ở nhiệt độ tối thiểu 15 độ C khi mái che đóng hoàn toàn, để tổ chức các sự kiện vào mùa đông. Tại UEFA Euro 2024, sân vận động này sẽ tổ chức 5 trận đấu, bao gồm 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội và 1 trận tứ kết. Sân bóng tại thành phố Cologne được chọn để tổ chức các trận đấu tại Euro 2024 là sân vận động Cologne. Sân bóng này được bắt đầu xây dựng vào ngày 12 tháng 10 năm 1921 và chính thức khánh thành vào ngày 16 tháng 9 năm 1923. Sân vận động Cologne đã có 2 lần cải tạo, từ năm 1972 đến năm 1975 và từ năm 2002 đến năm 2004. Trong đó, lần cải tạo gần nhất vào năm 2002 để biến nó thành một sân vận động dành riêng cho bóng đá đã tiêu tốn chi phí 117,4 triệu euro. Tên gọi thương mại hiện nay của sân vận động là Rheinische Stadion. Hiện tại, đây là sân nhà của FC Cologne, đội bóng đang chơi tại Bundesliga.
Sức chứa của sân vận động Cologne khoảng 50.000 khán giả trong các trận đấu của câu lạc bộ, còn tại Euro 2024 là 43.000 chỗ ngồi. Chiều cao của sân vận động là 33,25m, được trang bị mái che toàn bộ khán đài rộng 15.400m2. Sân vận động này có hình dạng góc cạnh, với 4 tòa tháp thép phát sáng về đêm, đã trở thành một địa danh nổi tiếng của thành phố Cologne. Sân vận động Cologne từng là nơi diễn ra 5 trận đấu tại FIFA World Cup 2006. Tại Euro 2024, sẽ có 5 trận đấu diễn ra tại đây, bao gồm 4 trận vòng bảng và 1 trận vòng 16 đội. Sân vận động Leipzig là sân bóng nhỏ nhất tại UEFA Euro 2024. Đây là sân nhà của RB Leipzig, một đội bóng mạnh của Bundesliga. Sân vận động Leipzig được bắt đầu xây dựng vào tháng 10 năm 2000 và chính thức khánh thành vào ngày 7 tháng 3 năm 2004, với kinh phí xây dựng 116 triệu euro. Tên gọi thương mại hiện nay của sân vận động là Red Bull Arena. Sân cũng đã trải qua một đợt cải tạo vào năm 2015. Sức chứa hiện tại của sân vận động Leipzig là 47.069 khán giả, còn tại Euro 2024 là 40.000 chỗ ngồi. Nó được xếp hạng sân vận động loại 4 của UEFA. Sân vận động Leipzig nằm hoàn toàn trong lòng sân vận động cũ Rheinstadion. Có những cây cầu được xây dựng trên sân vận động cũ để kết nối với sân vận động mới. Chiều cao của sân vận động Leipzig là 46,5m, trong khi mái che có diện tích 28.100m2 được lắp đặt hệ thống chiếu sáng và âm thanh hiện đại. Sân vận động Leipzig cũng là một trong những sân vận động từng tổ chức World Cup 2006. Tại UEFA Euro 2024, sân vận động này sẽ tổ chức 4 trận đấu, bao gồm 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 16 đội.